Rồi khoan khoan, hỏi ăn xoài, hỏi ăn xoài. Tiếp tiếp tiếp. Đá xoài mấy mét quên rồi. Một trái này là 5 mét. Hũ cuối này là 8 mét, bọc ni lông. Cái bọc ni lông này là 2 mét mốt. Cái nắp này là cũng nửa mét. Đó. Còn con này á cho không. Tính từng tháng nhưng không dễ chơi, dễ chỉ khi tụi tao tính từng tháng. Bập bập bùng ngọn lửa đang bùng cháy, bập bập bùng ngọn lửa đang bùng cháy. Tao lại hát ca cơm ba bữa đồ mỗi ngày, cuộc sống ở dưới quê tao luôn thích như thế này. Việc làm của tao cũng mong đến nắng lúc xưa.